Trên tay em là một cái loại cây mang tên là kim tiền thảo. Thì cây này nó phổ biến với cái bệnh đó chính là sỏi tiết niệu, sỏi thận. Ngoài ra ấy, mọi người có thể biết cái cây này nó đang điều trị một căn bệnh sỏi mật nó cực kỳ hiệu quả. Thì sỏi mật hiện nay là một cái căn bệnh mà ngày càng phổ biến, và nếu như mọi người không điều trị ấy, thì có thể phải nguy cơ tắc mật và phải cắt túi mật hoặc là gây ung thư đường mật. Thì với cái sỏi mật này điều trị từ cây kim tiền thảo như thế nào cho hiệu quả thì mọi người có thể sử dụng cho em cái cây kim tiền thảo này. Mọi người nếu nhà có tươi có thể dùng cho em hàm lượng là 40g một ngày, sắc với 500ml nước đun sôi. Thì bộ phận dùng nó là cả thân và lá như thế này. Còn nếu mà khô mọi người cũng chặt như thế này về phơi khô, hoặc nếu không có thì liên hệ trực tiếp với em thì em có cung cấp dược liệu này. Thì phơi khô cũng sắc khoảng 15-20g với 500ml nước và uống hàng ngày nhé. Còn với như với những người mà muốn dùng theo thuốc thang ấy, thì thuốc thang kết hợp nó sẽ hiệu quả cao hơn nhiều trong bệnh sỏi mật. Đó chính là sử dụng cho em những vị như cây nội kim, xuyên phá thạch và một số vị thuốc quý khác kết hợp với kim tiền thảo, thì nó sẽ rất là hiệu quả. Như bệnh nhân của em hiện tại thì họ đang lấy cực kỳ nhiều. Và với những người mà bị sỏi mật ấy, hay kể cả sỏi thận, thì nếu có nhu cầu sử dụng thuốc thang đã bào chế hoặc là thuốc thang về mình cứ sắc uống thôi, thì có thể liên hệ trực tiếp với em theo số là bác sĩ Nguyễn Phương. Em làm bác sĩ học cổ truyền, số là 0989517397. Và em mong là mọi người sẽ theo dõi và chia sẻ cho video này để nhiều người biết tới những cây thuốc như thế này hơn, những vị thuốc để có thể sử dụng.